Thưa quý vị, Nga vừa thông báo đóng cửa phái bộ ngoại giao nước này tại tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ đầu tháng 11 nhằm đáp trả quyết định trục xuất các nhân viên trong phái đoàn Nga mà NATO đưa ra vào trước đó. Đại diện NATO khẳng định liên minh vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết các hoạt động của phái bộ liên lạc quân sự NATO tại Moscow cũng bị đình chỉ từ ngày 1 tháng 11 và Nga sẽ không công nhận các nhân viên của cơ quan này. Mọi thông tin trao đổi giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nga tại Bỉ. Ngày 6 tháng 10, NATO thông báo giảm một nửa số nhân viên ngoại giao trong phái bộ thường trực Nga tại Liên minh quân sự này từ 20 người xuống còn 10 người, trong đó 8 nhân viên bị trục xuất và hai vị trí bị hủy nato giải thích quyết định của mình với lý do các nhà ngoại giao bị trục xuất là sĩ quan tình báo và moscow không thông báo về việc này phía nga ngay lập tức khẳng định hành động của nato đi ngược lại những tuyên bố về nỗ lực đối thoại với nga mà liên minh quân sự này đưa ra trước đó nhiều nước châu âu như đức ba lan bày tỏ lấy làm tiếc vì quyết định của nga dừng công việc của phái bộ ngoại giao tại nato Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng nước này đã thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Đây là vụ thử vũ khí thứ 8 của Triều Tiên từ đầu năm đến nay. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, mẫu mới tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm với công nghệ dẫn đường hiện đại sẽ đóng góp lớn vào việc đưa công nghệ quốc phòng của Triều Tiên lên tầm cao mới và củng cố năng lực hoạt động dưới nước của hải quân hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ có cuộc họp kín khẩn cấp trong ngày hôm nay về việc phóng tên lửa đạn đạo mới của triều tiên vụ thử tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi mỹ tái khẳng định đề nghị nối lại các nỗ lực ngoại giao đối với chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên chính quyền tổng thống joe biden từng nhấn mạnh sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với triều tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mỹ sẽ giảm nhẹ trừng phạt theo yêu cầu của nước này Băng nhóm tội phạm tại Haiti đòi 17 triệu đô la Mỹ tiền chuộc để đổi lấy sự tự do của 17 nhà truyền giáo người Mỹ cùng gia đình của họ mà nhóm này đã bắt giữ vào ngày 16 tháng 10. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng cảnh sát Haiti đang liên hệ với nhóm bắt cóc và tìm cách để giải cứu các con tin. 17 nhà truyền giáo thuộc tổ chức Christian Must gồm 16 người Mỹ và một người Canada, cùng gia đình đã bị nhóm 400 Magovo bắt cóc khi họ di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt. Trong số con tin có cả phụ nữ và trẻ em, giới chức Haiti cho biết quá trình thương lượng giữa hai bên có thể kéo dài trong nhiều tuần. Trong nhiều tháng qua, băng nhóm 400 Magozo chuyên tiến hành các vụ bắt cóc tống tiền, không chỉ người nước ngoài mà cả người Haiti. Trong 3 tháng đầu năm nay đã xảy ra 629 vụ bắt cóc tại Haiti, trong đó có 29 vụ liên quan đến người nước ngoài, tăng mạnh so với con số 231 của cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia y tế đang lo ngại về kịch bản đại dịch kép khi mà dịch COVID-19 và bệnh cúm đồng thời bùng phát vào mùa đông năm nay. Đáng lưu ý là tỷ lệ lây nhiễm gia tăng ở chính những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao. Liên minh châu Âu EU đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra đại dịch kép, dù tỷ lệ mắc cúm mùa ở nhiều quốc gia đã giảm đáng kể do người dân tuân thủ các quy tắc đeo khẩu trang nơi công cộng, song các chính sách nới lỏng giãn cách mới đây có thể khiến tỷ lệ này gia tăng. Người dân tại những khu vực bình thường mới theo đó được khuyến cáo sớm tiêm vaccine ngừa cúm bởi tiêm chủng vẫn là hình thức phòng ngừa hiệu quả nhất đối với cả dịch COVID-19 và bệnh cúm. Các chuyên gia của Singapore cũng cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở các quốc gia thuộc Bắc Bán Cầu có thể tăng mạnh vào mùa đông này, đặc biệt là những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp như Ấn Độ chỉ đạt khoảng 18%. Trong khi đó, khả năng xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn nhiều biến thể Delta vẫn đang là ẩn số. Tổng công ty bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc cho biết số lượng người mắc bệnh trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hoảng sợ, rối loạn tăng động giảm chú ý và rối loạn tích ở nước này đều cao hơn năm 2020, chi phí điều trị bình quân đầu người cho bệnh nhân trầm cảm tăng từ 550 000 luôn, khoảng 467 đô la Mỹ vào năm 2019 lên 570.000đ vào năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng để khắc phục các bệnh tâm thần khác nhau do đại dịch Covid-19 gây ra, cần có một chính sách vận hành hệ thống cũng như tăng cường các dịch vụ sức khỏe tâm thần.